Chúng tôi đến đồng quê của Indonesia, cũng giống như Việt Nam nè, trồng lúa gieo mạ mùa này, giờ đầu tháng 5 rồi. Để hỏi thêm coi là một năm nó có mấy mùa. Khói mù sương văng văng ơi. Giờ này là đang là 6:30. 6:35 sáng nha, của ngày 2 tháng 5. Look at the mist. Sương mù kìa, sương mù ngay chân núi kìa. Coi chừng xe đang xuống kìa các bạn ơi. Giống núi Phú Sĩ ha. Look like Fuji Mountain. Núi chào chứ không phải là chào ngày hôm qua. Chào hôm qua mình chết ngắt hết rồi. Núi này chào năm 2021 chết tới 251 người. À, di tản người không kịp. 2021. Bắp kìa. Mà sao nó vẫn còn hoạt động rồi. Bà con dám ở đây ta. Ghê vậy ta. Núi này gọi là Peru, this is Peru Mountain. There was the volcano happened in 2021 and 251 people. Rồi đẹp nha. Đi khách rồi chứ. Ờ. Hỏi gì? Sao thấy gì? Tao đâu cần tụi bay review tụi bay đâu. It's just for my memory. Đẹp ha. Có cái đoạn thì là cái mạ nó lên cao, có cái mạ thì nó còn nhỏ nhỏ ha, nó không có đồng loạt á. Ừ. Nó vậy thì nó mới tụ nước lại. Của mình thì cũng vậy nhưng mà dài thẳng luôn. Còn này nó khoanh rồi xong rồi nó xuống lên xuống. Nó theo cái kiến trúc của núi, tại vì cái này cũng thấp cao mà. Rồi vô đi, vô cả nhà đứng đây ta chụp ra nè. Lại lên. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dạ rồi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Dạ. Rồi, được rồi đấy. Dạ, đúng rồi. Không đua đó. Cho mừng đến đồng nước của tôi. Hãy tham quan trả tiền gì dùm cái nha. Mấy đứa kia nó giơ túi trong kia luôn, mới hay.